Hôm nay ngày 3 tháng 5 năm 2022, thứ ba tuần thứ ba mùa Phục sinh năm Chẵn, lễ Thánh Philippe và Thánh Giacobbe Tông đồ. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em và anh em đã lãnh nhận và đang tin theo. Nhờ đó anh em được cứu độ nếu anh em tuân giữ lời lẽ tôi đã rao giảng cho anh em. Bằng không anh em đã tin cách vô ích. Tôi đã rao truyền cho anh em trước tiên điều mà chính tôi đã nhận lãnh, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người được mai táng và ngày thứ ba người đã sống lại, đúng theo như lời Thánh Kinh. Người đã hiện ra với ông Kepha, rồi sau với 11 vị. Sau đó người đã hiện ra với hơn 500 anh em trong một lúc. Nhiều người trong số anh em đó hãy còn sống tới nay, nhưng có vài người đã chết. Thế rồi người hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau cùng người cũng hiện ra với chính tôi như với đứa con đẻ non. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Tiên chung đã vang cùng trai đơ, trời xanh tường thuộc vinh quang Thiên Chúa. Thanh không kể ra sự nghiệp tay người, ngày này nhắc nhô cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. Tiên chung đã vang cùng trai đơ, đây không phải lời cũng không phải thiên, mà âm thanh chung không thể lọt tai. Nhưng tiên chung đã vang cùng trai đơ, và lời chung truyền ra khắp cõi địa cầu. Tiên chung đã vang cùng trai đơ. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Hỡi Philippe, ai thấy Thầy là xem thấy cha Thầy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philippe thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philippe, ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy. Ngài làm mọi việc, các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm để Cha được vinh hiển trong con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Người môn đệ thực tiễn: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Gioan chương 14 câu 8. Suy niệm: Philippe là người môn đệ thực tiễn đó. Ông thích hành động cụ thể hơn là suy tư trừu tượng để giới thiệu Đức Giêsu cho bạn mình là Nathanael. Ông không nêu lý lẽ mà mời bạn chứng nghiệm, cứ đến mà xem. Gioan chương 1 câu 45-46. Lần khác, trước đông đảo dân chúng đang nghe Ngài giảng, Chúa hỏi để thử Philippe: Ta mua đầu ra bánh cho họ ăn đây. Ông liền cân đo đong đếm, đám đông không dưới 5.000 người đó, và tính nhanh: Thưa, có mua đến 200 đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Gioan chương 6 từ câu 6 đến 7. Với tính cách thực tiễn như thế, ông muốn được thấy Chúa Cha giống như ông đang thấy Chúa Giêsu đây. Đáp lại là cầu xin của Philippe,
Chúa mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Mời bạn, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Đó là phương thế thực tiễn đáp lại lời cầu xin thực tiễn của Philippe. Bằng cách chiêm ngắm Đức Giêsu, chúng ta sẽ có ngày càng đi sâu vào cõi mầu nhiệm của những sự trên trời. Gioan chương 3 câu 12. Nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Colosse chương 3 câu 1. Vì như Chúa nói, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Gioan chương 14 câu 8. Sống lời Chúa. Mỗi ngày bạn dành thời gian chiêm ngắm Chúa Giêsu bằng việc suy niệm lời Chúa để nhờ biết Đức Kitô mà nhận biết Chúa Cha. Cầu nguyện là Chúa Giêsu, Chúa là trung gian để chúng con đến với Chúa Cha và biết Người. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến học hỏi về Chúa để nhờ đó chúng con biết Chúa Cha rõ hơn. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Đi về đâu? Tiền tài, danh vọng không làm cho con người hạnh phúc. Đó là điều mà người ta thường nói khi bàn về cái chết của cô đào Madeleine Moreau cách đây hơn 20 năm. Nay, người ta cũng lặp lại điều đó với nữ danh ca Dalida, người Pháp gốc Ai Cập. Dalida đã tự vận vào hôm 3 tháng 5 1987 tại nhà riêng của cô ở Montmartre, Paris lúc cô được 54 tuổi. Sinh năm 1933 tại Le Caire với tên thật là Yolande Gigliotti, đã trở nên một ca sĩ nổi tiếng và được hâm mộ trên khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam. Nhờ giọng ca đầy truyền cảm của cô, những người thuộc thế hệ 50 và 60 không thể quên những bài Bambino, Gigi L'Amoureuse do cô trình diễn. Danh vọng đã không đủ để thỏa mãn cô. Ngày 27 tháng 2 năm 1967, cô đã thử một lần tự tử, rồi được cứu sống. Tự tử cũng là một thể hiện của nỗi khao khát khôn cùng trong lòng người, đó là khao khát hạnh phúc. Khi cuộc đời này không còn là một đáp trả cho nỗi khao khát ấy, nhiều người đã tự mình tìm đến cái chết như một giải thoát. Khủng hoảng trầm trọng nhất của xã hội ngày nay phải chăng không là những khủng hoảng về ý nghĩa của cuộc sống? Con người sinh ra để làm gì? Con người sẽ đi về đâu? Sau cái chết, những gì đang thực sự chờ đợi con người? Đó là những câu hỏi lớn mà con người ngày nay khi đứng trước những mâu thuẫn trong cuộc sống không ngừng đặt ra cho mình. Con người bởi đâu mà ra? Con người sẽ đi về đâu? Đó là ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Đó là những câu hỏi mà chúng ta không ngừng tự đặt ra cho mình. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, bởi vì nhờ đức tin chúng ta tìm được ánh sáng cho những câu hỏi ấy. Trước ngưỡng cửa của năm 2000, nhân loại đang mỗi lúc phải đương đầu với những thách đố lớn của cuộc sống. Người Kitô được trang bị bởi đức tin đang nằm giữa một vai trò quan trọng giai đoạn này. Ánh sáng đức tin cần phải được chiếu sáng trong cuộc sống của người Kitô, để nhờ đó những người xung quanh cũng tìm ra được ý nghĩa và giá trị cũng như hướng đi đích thực của cuộc sống. Bài trích sách lẽ sống.